dùng ao tha lình nình cậu giờ trần văn lan bù nguyễn thị tĩnh ao nàng dớ tư cổng tên rù phùng dư trèo pây triệu tư hết tàn tung cao su cậu trung thầu mùa tây thầu giờ ao nàng dứa tư thở thẳng thầu buồn đau chỉ chúa thình tư giá lại rùa xa trao phư hồi nay giờ chúa thình tư trí thị khờ sâu tàu nhạt giả Tôi giá là cái nguồn thu nhập. Lỡ cuốn đầu cây mà, mà trao nói, chèo na khờ sâu chưa tí xa, cố hà trắng, trao, trao chèo na dường cây chẳng lào cu lì, là vì sâu nhà già tăng báo thầy, khờ cú ô thẳng ít sữa nình mà cố tuy dịnh. Tôi còn say luôn, không nghĩ gì nữa. Chưa thành bù tĩnh, dở làn, hạ trình mùa của mỉ cao su tru các tàu miền Nam. Ý ký của mỉ khổ mùa hình cầu dịa xa đại trà, mùa dù chú thình lê của mỹ dự cắn giờ tứ hà trình rầy lổ sâu gió của mỹ cao su giờ tế lúc xính lai châu sơn la nổ cơ dinh minh giá lại thâu cao su tút dù che sau lỡ dở lan mà vì mùa hóng đau lì dở ua lê cao lão sợ lặng phệ Hồ lô sở trinh ua mà dân mình tương rủ ua lỡ, tăng mà lùa trà trưa ua sáng tế trà trao phư tạo dù thầu tàu sâu, tăng ủa y lô sở trinh chế trở giá lại dù san đấy tí, e dù ô e tàu thành công hố bê chúng nó mang cố tu bổn giống giao chèo na đáng mùa chi si hoảng. lỡ muôn tàu thủ công dình uôn nổ tờ tỷ vàng cao su mà nó giàu y tù nổ tăng báo lên đấy dưới lên nả lẩu chảo tà mẩy tư ô tù nổ na tàu chùa chung À, đến hiện tại thì tôi thấy là dù hồ na cố bổ chiều chưa thành tư mùa sáng già tăng báo nhà, ôn đổ dây phái cháy phái nhau dây tô nhùa sáng, sáng già tăng đúng báo chủ chưa thành là ổn định và đủ chi tiêu trong gia đình ạ nổ treo e cha giá lại tăng thâu bổ dư sâu tàu nhà già giao vịnh thì dư giao nhúa chữ tở thâu treo công lồng ha trao cao su giáo ít hố tì tổ nổ bụ mình đùa lố nổ soảng say giá dù tổ trà từ trao dặn trao trào từ tra hộ ký mà dấu mùa danh mình rồi thông xa.